Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đưa đến các bạn một cái sản phẩm nhà cấp 4 giá khá rẻ ở quận Bình Tân. Mời các bạn theo dõi nhé. Đầu năm thì cũng chúc các bạn may mắn, thành công và phát đạt. Rồi trước khi mình dẫn các bạn vào nhà xem thì các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh và nhấn chuông thông báo để mà nhận những cái video mới nhất các bạn. Sản phẩm hôm nay khá đẹp đó. Đây là cái đường Hương Lộ 2, quận phường Bình Trị Đông A. Hương Lộ 2 đó, phường Bình Trị Đông A. Ở đây thì có các cái tiện ích rất là đầy đủ rồi. Trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị rất đầy đủ. Đường rất rộng. Thì cái sản phẩm này thì là một cái ngôi nhà cấp 4 với diện tích là 7 x 19. Cái nhà này coi như nếu mà coi như bỏ đi đó thì, nhưng mà thực ra mình nói vậy thôi, nhưng mà cái nhà này là hiện tại cũng có mấy phòng trọ cho thuê đó. Thì đầu năm thì nói chung là chủ nhà người ta cũng cải tiền nên người ta bán, thì những cái lâu lâu mới có được sản phẩm như vậy thôi, tại vì thực ra người ta không bán nhà mà chủ yếu là đất. Đây là cái căn nhà đấy các bạn ha. Chiều ngang 7 m, chiều dài 19 m đó. Ở đây có một cái gác suốt và hiện tại đang có những cái phòng trọ. Nếu mà các bạn mua về để vậy cho thuê cũng có tiền hơn tiền lãi ngân hàng rồi đó. Hai bộ cửa sắt này các bạn ha, đó là đang làm nó 2 căn đó. Đó, chiều ngang của nó 7 m này các bạn ha. Đó, đường này là đường thông ra Lê Văn Quế, Mã Lò. Đó, xe ô tô 2 chiếc tránh nhau thoải mái luôn. Đó, cái hướng này là đi hướng ra Mã Lò và Lê Văn Quế đó. Còn cái hướng ngược lại đó là cái hướng ra Hương Lộ 2. Khu nhà này thì cũng khá cao cấp và an toàn. Đó, với cái diện tích của nó là 19 x 7 bằng một sổ nha các bạn ha, công nhận 133 m². Đó thì chia ra thì nó khoảng chưa tới khoảng 53 triệu một mét vuông thôi. Nhưng mà cái nhà này thì các bạn nếu mà bỏ ra 300 triệu thì đạt được cái nhà này thì cũng còn khoảng 50 triệu tiền đất à, một mét vuông tiền đất à. Cũng rất là rẻ. Ở đường xá thì rộng rãi, xe cộ đi vô đi ra thoải mái ha. Các bạn thấy không, đây là những cái nhà mà người ta đã làm cao cấp rồi đó. Đó, nhà cao tầng thấy không. Khu này ở cũng được, làm ăn làm xưởng cũng được, làm văn phòng công ty cũng được, và rất là thuận tiện cho việc giao thông. Đó, hiện tại là có mấy cái phòng trọ các bạn ha. Đây là sổ công nhận là 133 m². Đây ha các bạn ha. Chiều ngang 7 m, chiều dài 19 m, và đường hiện hữu 6 m. Khó kiếm các bạn ha. Với giá 7 tỷ 050 triệu đồng, chủ nhà còn thương lượng một chút xíu. Rồi bây giờ là mình sẽ dẫn các bạn đi ngược ra lại đường Hương Lộ 2 nè. Đó, cái hướng vừa rồi là cái hướng ra Mã Lò Lê Văn Quế, và cái hướng này đi ra Hương Lộ 2. Đó, các bạn chạy chừng khoảng 60 m là ra tới cái đường chính của Hương Lộ 2. Đó, các bạn thấy xe ô tô không? Đó thì với cái sản phẩm đầu năm như thế này thì mình thấy khá rẻ với khu vực ở Bình Tân. Chỉ có trong giai đoạn này mới có giá này thôi các bạn ha. 50 triệu mét vuông, hơn 50 triệu mét vuông. Coi như cái nhà mình tính khoảng 300 triệu đi. 7 nhân cho 19 mà làm một cái gác suốt như vậy đó, 300 triệu là rẻ đó. Thì còn lại tiền đất khoảng 50 triệu một mét vuông thôi. Thì đó các bạn xem, và có gì thì cứ alo cho mình với cái số điện thoại ở dưới. Mình sẽ dẫn các bạn đi xem.
Đó, thực ra cái tiền lãi suất ngân hàng bây giờ cũng khá rẻ ha. Những cái nhà này thì mình đưa vô mình vay được liền. Lãi suất bây giờ từ 5 chấm cho tới 9 chấm một năm, rẻ quá. Đó thì xong cái giai đoạn Covid thì nếu mà giai đoạn Covid mà được đẩy lùi thì mình nghĩ giá bất động sản nó tăng rất là mạnh. Đó thì trong cái giai đoạn này các bạn nên đầu tư. Đó, đây là cái đường Hương Lộ 2 các bạn ha, Hương Lộ 2. Rồi, đây là một cái sản phẩm đầu năm xin giới thiệu của các bạn. Các bạn nào có nhu cầu cũng như có ý định mua thì cứ alo cho mình với cái giá 7 tỷ 050 triệu đồng. Chiều ngang 7 m, chiều dài 19 m, còn thương lượng chút đỉnh. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thân ái chào tạm biệt.